Top 10 vị vua tai tiếng nhất lịch sử Việt Nam là những ai? Ông vua tai tiếng thứ nhất, Lê Long Đĩnh được coi là một ông vua bạo ngược. Thứ hai, Lý Cao Tông là một ông vua phá nát cơ đồ nhà Lý. Thứ ba, Trần Dụ Tông là một ông vua mở đầu sự sụp đổ của nhà Trần. Thứ tư, vua hèn Trần Phế Đế. Thứ năm, Lê Uy Mục còn gọi là ông vua quỷ. Thứ sáu, Lê Tương Dực là một vị vua hoang dâm. Thứ bảy, Lê Chiêu Thống là một ông vua cõng rắn cắn gà nhà. Thứ tám, Đồng Khánh con rối của người Pháp. Thứ chín, Mạc Mậu Hợp là một ông vua phá nát cơ đồ vì háo sắc. Thứ 10, Khải Định là một ông vua lố lăng. Theo bạn thì ông vua nào tai tiếng nhất? Hãy để lại bình luận dưới video này nhé.